Sáng ngày 14, em xin chào tất cả chị em. Đầu la em lên một con áo lá cây rừng ngụy trang nha em, dòng sumi ngụy trang à. Vai của nó là 54, vai là khá là to luôn. Dài áo là 80, dài thì cao trên 1m7. Nhưng mà cái này anh em đóng thùng được nhá, bởi vì nó chỉ có hai túi trên. Áo này là áo chắn chống nắng cũng được này, nó nhẹ và nó mát, nhẹ mát mát anh em. Lá cây ngụy trang với cái dòng này em bán theo kiểu thời trang hết nha, không có nói nước nào nữa. Con này tám tới 90 kg, 80 đến 90 kg, nhưng mà em 50 mấy kg em bận cũng đâu có to đâu phải không ạ. Quan trọng mình có cái chiều cao thì nó bám theo người thôi. Chốt cho em 100.000 mà 82 mở hàng đầu like giùm em nhá. Bữa nay hết hàng rồi, anh em chịu khó ủng hộ em cho tới khi có hàng mới nha anh em. Và thời gian này hàng mới nó khó lấy quá, không biết khi nào mới có hàng mới, nhưng mà khan hiếm hàng lắm. Nói chung hàng bây giờ thì đầy, đồ tào lao thì đầy, nhưng mà em không thích, không thích ôm hàng tào lao, không có thì nghỉ thôi. Chứ bán đồ Mỹ quen rồi, giờ không thích ba cái đồ tùm lum tùm lưa, em không thích. Rồi con này là vai 51, dài áo là 76. Con này là các thằng Canada mùa hè, cái cổ nó quát rồi mất men này này. Giá lao động thôi nha, xanh thì vẫn xanh đều đấy, nhưng mà báo cáo là không có được mới lắm nữa. Có hai chỗ này có một cái vết nâu nâu nhẹ, gọi là vết dơ thôi. Ông tay mà quát một chút nhẹ như vậy mà bán 200.000 thôi này, nó chưa có mất men lắm mà một chút xíu xíu, gọi là nhìn kỹ thì mới thấy, không ơi. Đây lủng một lỗ này anh em, đây lủng một lỗ này này, để cho nó mát nha. Cổ tay này nó lủng mà thôi, chứ nói về mất men này con này chưa ăn nhầm gì hết, đang xanh đều, xanh đều râm rắp, không xanh một màu, xanh đều râm rắp. Em đo lại cái vai cái mà vai là 51, dài 77, vai 51 dài 77. Vải áo này bận mùa hè nhá, không phải mùa đông. Vai 51 dài 77. Con này là 70 80 kg. Canada chốt cho em con này 200.000 mã 81. Bận mát sướng đi nè. Rẻ à. Tiếp một con áo sơ mi mùa hè của Linh Mỹ. Vai 47 chất vải caro và dài áo là 78 chất vải caro nha. Một tem này chưa có vết in nút gì hết, không có vết in nút gì hết nha. Áo còn 93 đến 96%, hai cái tem được 100.000 tiền tem rồi đấy, được trên con áo được 100.000 tiền tem rồi đấy. Con này 70 đến 80 kg, chốt cho em 150.000 mà 80, thành ra con áo này chỉ có 50.000 thôi, mà áo còn quá là đẹp. Tiếp một con áo con bắp của Thủy Quân vàng này, con này là giữa này thun và hai bên này là vải ở đằng trước và đây là đằng sau. Con này của hãng Rocco, không phải của Mỹ mà China, size XL, con này là 80 đến 90 kg, 80 đến 9 kg là bần thoải mái một chút, còn body một chút thì 90 kg trở lên. Bề ngang của nó là 66. Chiều dài của nó là 79, 66 79 anh em, Thủy Quân vàng. Áo còn khá là đẹp. Nói về đồ đẹp của nó thì còn đẹp mơ đẹp mộng luôn. Rồi ai vừa số ký này chốt cho em là 400.000 mã 91. Con này em bớt lại luôn nha, 300.000. Em sell cho anh em 300.000. mã 91 xuống luôn. Tiếp một quần siêu chất vải caro này, bụng của nó là 92, bụng 92, dài quần 106, 92 dài 106. Từ trên này xuống đều không? Không có dơ, không có gì hết. Đều và đẹp nha anh em.
em nói về em dòm một mình, anh em có dòm thấy không? Rất là đều và đẹp luôn ha. Con này 93 đến 96% chốt cho em. Con này rồi mất tem rồi. Khoan em đo lại cái bụng anh. Bụng có 90. Con này em bán 170.000. Mã 89. Bán rẻ cho anh em 170.000. Mã 89 nha anh em. Bán giá lao động luôn á. Tiếp một cái quần sa mạc 3 màu chất vải caro của lính Mỹ. Có bạn mong con đây đôn bụng là 100 nhá. Em có thể đôn về là 95 được. Dài quần là 108. Bụng 95, 96, 97 gì vừa hết. 94, 93 cũng được luôn. Ở đây nó có lủng một lỗ nhỏ siêu này. Nhỏ chút siêu thôi. Ở trên này có dơ anh em ạ. Dơ này. Dơ một tí tí nhẹ thôi. Ở đây có vết ỉn nút này. Ở đây vết ỉn nút và đây bị xước một chút. Đều hết nè. Ở đây có một chấm mực ạ. Một chấm bút mực. Rồi. Chấm một vết dơ nhẹ nhẹ đây nữa nha anh em. Chốt cho em 150 mã 90. Trời ơi, một cái quần sa mạc vậy bán 150. Em nói thiệt chứ con này anh em không biết bao bẩn đi giao lưu mọi phương diện luôn, tự tin mọi phương diện luôn. Bán 150. Tiếp một con áo thì quân lục chiến xanh, con này chất vải chống cháy, vải kaki mà kháng lửa. Vai của nó là 55 và dài áo của nó là 77, chất vải kaki nha em. Bên này đều và đẹp này. Nói chung là cái chất vải kháng lửa thì nó buồn buồn thôi, chứ không phải nó cũ đâu nha. Nó buồn buồn nè. Con này hơi to. Con này hơi to. Con này 8 đến 90 kg. 250.000. 250.000 mã 88. Ai yêu chốt ủng hộ dùm em 250.000 nhé. Tiếp một con áo mờ sơn lâm dây kéo nhôm, à quên, dây thân đồng cổ nhựa. Thân đồng cổ nhựa, vai của nó là 51. Vai 51, dài 77-78. Tem trắng hoàng hoàng nha. Vai 51 là small roller. 78 là small roller. Nói về tem trắng này này. Nói chơi về rần ri mà tem trắng thì nó là đời đầu của thằng rần ri luôn ha. Cái cổ có mũ mà nó hơi dơ một chút nhẹ anh em. Hai cái tem ở hai vế cổ này. Ở trong này là vải caro ha. Ở cái đầu cài này. Dây dưới mất. Dây trên cũng mất. À dây trên còn. Cái đầu của nó này anh em. Đầu vẫn kéo vô tư nhưng mà nó bị mất cái sọt vào thôi. Mất cái tay cầm thôi. 60 đến 70 kg và cao 1m7 trở lên nha. Ở đây một có một tem lụa này. Ở đây này nó hơi dơ một chút. Nói chung con này là dơ, không có được sạch nhá. Anh em nào đồng ý mua lao động về giặt thì chốt cho em ha. Có vết in lúc này. Qua bên này thì nó cũng bị dơ. Dơ này. Đây dơ nha. Có một cái tem đây nữa. Gấp tay này. Con này nói về dơ là có phần nhiều ấy, gọi là bán dây kéo rồi chứ còn mà đằng sau này đều không có bị gì hết, size nhỏ nha anh em. Và ngay cái cổ tay này dơ nha, dơ nè. Rồi bên này thì như có lợn luôn, em dòm cái chỗ này giùm em. Cái tà nè nó dơ như có lợn đó, không em nhìn thấy không? Rồi hết nha. 60 đến 70 kg và cao 1m7 đến 1m74. Dây kéo nhua, dây kéo đồng, thân đồng, cổ đồng. Bây giờ trên hiện trạng của con áo này là hai tem cổ, một tem này và tem này là thành hai bốn cái tem. Bốn tem được 200.000. Cộng vào dây kéo nữa. Không? 200.000 tiền tem và dây kéo nữa mà em bán cả con áo này 400.000. Mã 87. Bán tem ta bán dây kéo tặng áo. Tiếp một cái quần multicam chất vải chống cháy nha em. Con này của lính Mỹ không có đai đôn.
con này bụng 92. Anh em mà muốn đôn con này thì em hướng dẫn anh em á. Dài 104. Anh có ai thích đôn lại không? Thích đôn thì em góp ý này. Ở trong cái phần lưng anh em chia ra giùm em 3 phần. 3 phần nha, tay em cầm đang 3 phần này. Hai phần bên hông anh em cho dây chun vào. Đạp dây chun vào cho nó dúng lại. Là anh em còn có tắm mấy nữa. Tùy anh em thích. Đấy là cách đôn lại nha. Rồi, từ đây này xuống đều đẹp. Con này quần tắm túi chắc vải chống cháy nha em. Cái này cũng đẹp luôn, không có lầm lỗi gì hết. Nhưng mà ở sông mông này có một cái vết lỗi. Ở đây lũng một lỗ nhỏ nhỏ thôi. Con này em bán 150 thôi, mã 86. Em nói thiệt với anh em nha, anh em đừng có bận tâm nó lủng rách cái gì hết. Quan trọng quần còn hăng không. Nếu như quần còn hăng, em mà rỗi em chỉ cần đưa kéo em sắp ngang phát. Không có nói là bán 150 mà em bán 300 ngàn. 300 ngàn. Vậy tại sao anh em là người được hưởng em bán có 150 về cắt sọt mà chơi cho đã chứ đúng không? Chốt nhanh về mà bận sọt anh em mà tâm xấu. Anh em cứ hỏi em là em ơi em không bán quần sọt à? Quần sọt là chỗ đó đó. Anh em về cứ không biết cắt, đưa đi thở cắt tốn tiền. Đưa lên thớt, đo ngang đâu, chặt ngang đó cho em khỏi cần đập điệp gì hết. Chơi luôn. Quần bò như quần bò bây giờ, như quần này quần quạt ghiếc, quần đó ăn nhầm gì em. Lãng chút không sao, bệnh đồ bụi nó vậy đó. Đồ mỏi là nó quát như vậy đó, không có ngán gì hết á. Tiếp một con áo con bắp của lính Mỹ nha em. Thun toàn bộ hết nha. Con này là size M, con này đẹp ạ. M là 60-65. Bận thoải mái và 70-80 là bận body, bề ngang của nó là 52-53. Cái thằng mà mới là 50-51. Con này dài 83. Nhưng mà có những con mới kiêng nó cũng là 53 nha. Chứ không phải là nó body nó đang mới là nó bóp như vậy đâu. Rồi, con này đằng trước đằng sau cũng đều đẹp hết. À, chỗ này nó bị lủng cha rồi. Cái cổ tay nè, chỗ này con này nó bị cái gì cắt nó nhíp đầy, lủng đầy luôn. Áo thì đẹp hết nha. Em bán 150. Chỗ này cũng có một chút dơ này. Bán 150 anh em về, anh em cắt cổ tay thôi. Chơi cái bắp tay này không à, con bắp không à. Cắt cổ tay bẩn nha. 150.000 mã 85. Thêm một con áo màu Solama rằm trắng đen. Con này là vai của nó là 62, khá là to nha. Dài áo là 80, 62 là phải 90kg rồi đó. Size XL này. Dòng này không biết nước nào nhưng không phải của Mỹ đâu nha anh em. Ở trên này có mũ này, có dây kéo. Ai mà 90kg hay 80kg trở lên chờ em chút em review ha. Ở đây có một chấm dơ. Áo thì đều đẹp á. Dây trên còn, dây dưới không còn. Trên này đều đẹp hết anh em. Trên này đều hết á. Con này đang đẹp lắm á. Ai bữa hôm giờ mua được quần rồi chốt cái này làm ghép vào bộ M số 5 này. Hôm giờ em có bán quần này á. Mỹ có hàng nhái, hàng gì, hàng nước khác có đủ các loại. Em đo lại cái vai là gì dài đi. Vai 61, dài 82. 82 là cao trên 1m7 nha. Nói tóm lại là con này là phải cao trên 1m7 á. 1m74 thì càng đẹp hơn. Rồi con này là 90kg trở lên. Đẹp không? Trời ơi, không có đụng hàng ai hết anh em ạ. Mình chơi có món này món kia. Chứ cứ đua nhau một loạt. Anh em sao chứ mà em đặc tính của em có một cái đặc điểm là gọi là cái khuyết điểm. Khuyết điểm mà khoe ra nhá. Em không thích đụng hàng ai hết. Người ta mà bận rồi em bận. Chỉ cần bận người thứ hai, người thứ ba gặp bận là tự nhiên em cảm thấy nhột chả muốn bận con áo của mình ấy. Thích một mình đi dẫn lối một con đường riêng. Không muốn là đi bắt chước người ta hoặc là cái tính nó như vậy. Cho nên con này nó cũng có, chứ không phải không đụng hàng đâu, nhưng mà nó ít. Con này 300.000 mã 84.
300.000 ở Tân Tư. Tiếp một con này là thằn lằn nha. Vải 48, con này là vải gì satin á. Dài 76, con này vải xương cá anh em ơi. Vải xương cá. Chất vải này rất là mát nha, nhưng mà con này bé. Nói về chơi đồ mà thằn lằn mà chưa biết là anh em vẫn còn thiếu anh em ạ. Ở sau lưng ơi, có một cái đô ngang và ở đây nó có pen này. Xếp ly này. Mới, con này rất là mới. Nếu mà con này thằn lằn Pháp hay Hy Lạp thì anh em biết con này là mấy triệu. Không ít đâu, đúng không? Mà nó lại là của Nga, không có Pháp, có cả cái gì đó thì mình chơi Nga. Rồi con này là 5-60kg nhưng mà tàu bầu này. Anh em thích thì để tàu bầu, còn không thích về anh em hớt bớt đi. Hớt đi, hớt tàu Nga. Chốt cho mẹ em nha anh em. Mới 96%, 200.000 mà 83. Hết rồi em, cảm ơn tất cả anh chị em và hẹn gặp lại anh em trưa nay vào lúc 11 giờ nhé. Ta lại tiếp tục giao lưu. Hy vọng là đồ cũ nhưng mà giá trị sưu tầm đỉnh ha nhé. Rẻ nhưng mà giá trị sưu tầm đỉnh này. Em cảm ơn và chào anh em.